Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào thì mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì sẽ các bạn là người xem và lựa chọn sản phẩm mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A5 2020. Thì Oppo A5 2020 thì con này mình sẽ nói sơ qua về cấu hình con này. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này thì được cái viên pin của nó rất là tốt, viên pin là 5000, các bạn dùng cực kỳ là phê nhá. Màn hình con này là màn hình là 6,5 inch. Màn hình rất là to nhá. Đấy, màn hình 6,5 inch. Những bạn nào mà đã sử dụng dòng Oppo A5 2020 các bạn dùng đã biết nhá. Này. Con này khách vừa mua là được nói chung là cũng chưa được sắp đầy một tháng nhá. Đây khách tại thanh lý là con này thì khách dán ni lông này. Này, dán ni lông mặt sau này, như kiểu bóc ra nhiều là mới nhá. Mặt trước thì cũng nguyên miếng dán màn hình của nó và mình cưng lực đè lên. Khách dùng rất là cẩn thận nhá. Đây. Khách mới dùng chưa đầy một tháng thôi, gần một tháng thôi nhá. Đây, con này gần một tháng ạ. Con này bóc ra thì đúng là như là mới luôn. Và sản phẩm Oppo A5 2020 này, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhé. 3.500.000. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là máy đẹp như là mới nhé. 3.500.000 đấy. Năm 2020 rồi các bạn thấy điện thoại rất là rẻ, chỉ với 3.500.000 các bạn sở hữu cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Nói chung với 128GB thì các bạn thể thao lưu trữ. Nói chung là viên pin thì 5000 nữa các bạn dùng quá là phê luôn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5 2020 này các bạn liên hệ nhờ sớm nhất, hoặc là các bạn nào muốn bên mình cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới, thì các bạn thích sản phẩm nào bên mình cũng có thể là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Đấy, và đây là hình thức mua hàng bên mình rất là nhất thức. Một là các bạn liên hệ mình qua Zalo, hai các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình, và ở xa thì bên mình có ship 3 miền các bạn nhá. Và hình thức ở xa thì mua hàng ở xa bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào tin tưởng mình rồi thì các bạn thể chọn thức là chuyển khoản trước, các bạn nào chưa tin tưởng các bạn lại chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình nhá. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây ạ. Giới thiệu với các bạn là Nova 3i nhá. Con này là Nova 3i. Nova 3i ạ. Cấu hình con này cũng là RAM 4GB. Bộ nhớ con này là trong là 128GB nhá. Đấy ạ, Nova 3i đi ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Con Nova 3i này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Hình thức máy còn 90% nhá. Vỏ thì phải phẩy theo thời gian ạ. Đây. Đây, chân sạc thì có hơi phẩy một chút. Máy màu xanh nhìn rất là bắt mắt nhá. Máy màu xanh tím nhìn rất bắt mắt đấy ạ. Và sản phẩm Nova 3i này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.700.000 nhá. 2.700.000. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB ạ. Đây rất là rẻ. Đấy ạ, Nova 3i nhá. Này vân tay này. Hai camera này, mở khóa khuôn mặt các kiểu đã điều ạ. Rất là rẻ. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 128 các bạn dùng cực kỳ là phê. Mà giá cực kỳ là rẻ, 2.700.000 nhá. Nova 3i này nhá. Này cho các bạn nhìn cấu hình một lần nữa để các bạn dễ chọn nhé. Đây. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Chip chiếc các kiểu nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3i này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo, con này là Oppo Oppo A7 các bạn nhé. Này. Con Oppo A7 ạ. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ con này trong là 64GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000. Con này thì khách dùng rất là dữ nhá. Này. Mặt sau vẫn còn nguyên mình dán ni lông ạ. Mặt sau thì đây. Mặt sau thì vẫn còn khách vẫn còn nguyên mình dán ni lông này. Đó. Các bạn bóc ra thì như là mới luôn. Móc ra con này bóc ra thì đẹp như là mới luôn các bạn nhá. Đấy. Con máy màu gold các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, Oppo A7.
Nói chung là mình cũng giới thiệu sơ cua qua thôi, tại vì nó cũng nhiều sản phẩm mà mình cũng chỉ giới thiệu ít thôi. Thì các bạn nào muốn biết chi tiết về máy, các bạn có thể lên Google hoặc lên YouTube để search thông tin chi tiết về sản phẩm bên mình nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình đều báo giá tất cả sản phẩm. Các bạn thấy ưng và thích sản phẩm bên mình thì các bạn ưng giá và thích sản phẩm mình, các bạn có thể là nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Tại vì mua bán này thì mình cũng không ép ai là mua bán hay không mà. Thì mình sản phẩm nào mình cũng báo giá tất, các bạn cảm thấy máy móc bên mình ok này hoặc là giá bên mình ok thì các bạn có thể là nhanh tay, cứ nhanh tay lựa chọn các bạn nhá. Cái này thì mua bán mình ấy tặng kèm các bạn một ốp theo máy luôn này, khách dùng theo máy luôn, tại vì cái này thì mình cũng không ép buộc mà. Nói chung là mình quay hoặc các bạn vào xem cho vui được chứ không phải ép buộc các bạn phải mua. Đấy. Oppo A7 2020 đấy. À sorry các bạn, Oppo A7 nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB chỉ với giá là 2.500.000, rất là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con hai chiếc Samsung S7S, S7S này. Đấy, S7E này. Đấy. S7E này. S7E thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con này. Một con màu hồng này và một con là màu gold. Đấy, màu gold. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Hai con này là máy đẹp là trên 90%. Cấu hình hai con này thì mình sẽ xem sơ qua qua cấu hình S7E này. Đây, hai con này đều là bản công ty hai SIM nhá, bản FD bản công ty hai SIM nhá. Bản công ty nhá. Đấy, được cái là bản công ty hai SIM. Các bạn dùng hai SIM rất là tuyệt vời đấy ạ. Này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con này máy màu hồng này, S7e màu hồng này thì các bạn về mua về tặng cho bà xã hoặc là người yêu dùng rất là thích. Tại vì tại sao những con sản phẩm bên này con này vẫn giữ giá, cực kỳ giữ giá. Thứ nhất là màn hình nó đắt và thứ hai là cái main được họ làm hoặc là các cái camera ấy, được họ làm, nói chung là Samsung làm thì nó thật mình không thể chê vào đâu được. Tuy là đời cũng ra cũng được vài năm rồi nhưng mà mình cũng không thể bao giờ mình chê sản phẩm này. Thứ nhất là cái màn hình của nó rất đẹp, màn hình thiết kế là cong nhé, rất là đẹp. Và thứ nhất là chip, bộ chip và xử lý của nó rất là ok. Tại vì biết tại sao chip xử lý ok không? Tại vì lúc cái thời điểm mới ra của con này nhá, nó tận là nó là siêu phẩm mà nó gần 30 triệu cơ, nên là các bạn không thể chê vào đâu được. Đấy, những sản phẩm Oppo đời mới này bây giờ ra nhé, họ ra là chỉ kể cái con A5 2020 lúc nó ra mới ra nó chỉ 6 triệu thôi. Nó thật về sự với các bạn là không bao giờ bằng những sản phẩm S7e này các bạn nhé. Và hai con S7e này thì bên mình đang bán cho bạn đồng giá vì giá cực kỳ là rẻ, 2.900.000 nhá, 2.900.000 đấy ạ. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Này S7e này, máy đẹp là trên 90%. À, một con màu hồng này tặng cho bà xã hoặc là người yêu rất là tuyệt vời, hoặc các bạn nào hợp màu hồng này các bạn dùng màu hồng rất đẹp nhá. Đấy, con này màu gold thì rất là nam tính, nói chung là ai dùng cũng được. Màu gold này thì cũng là bản công ty 2 SIM. Mình sẽ xem bộ nhớ của nó bao nhiêu GB. Đấy, con này cũng là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 32GB. Còn ngày xưa cái sản phẩm ngày xưa của Samsung ấy thì nó làm chip con RAM 4GB chạy rất là mượt nhá. Đấy, 2.900.000 nhá. Hình thức là máy đẹp là trên 90% này. Đấy, toàn trên 90%. Đây S7e nhá. Đấy, S7e. Nói chung là dùng sướng lắm. Tại vì ngày trước nó là siêu phẩm gần 30 triệu mà. Nên là các bạn bây giờ với giá nó quay về cũ ấy, nó giá cực kỳ rẻ như này thì các bạn dùng rất là sướng luôn. Quá là phê luôn, nói thật với các bạn, bạn dùng nhiều. Nói chung là nhiều bạn vẫn mua sản phẩm, tại sao nhiều bạn vẫn không thích đời mới đâu. Những sản phẩm Oppo đời mới hoặc là Samsung đời mới, nhưng mà vẫn không nhiều người vẫn đam mê những sản phẩm mà Samsung mà đời S7e ngày xưa này, dùng rất là thích nhá. Hai con này đều là bản công ty 2 SIM. Đấy. Bản công ty 2 SIM. S7e này, mình sẽ nghe nhạc thử sản phẩm S7e này. Đây, con này kết nối con này đi. Nói chung là loa cái âm thanh nó cực kỳ là phê, ngon lắm. Đấy, nói chung là giá thì mình sẽ báo giá tất nhá. Các bạn thể cảm thấy giá bên mình ok thì các bạn thể đăng ký mua. Cái bạn mua bán này thì mình cũng không thể ép được các bạn là phải đắt hay rẻ, các bạn không phải mua mình cũng được chả sao mà. Thì vì cái này mình cũng ép đâu. Nói chung là RAM 4GB này chạy nhanh lắm. Nói thật với các bạn quá là nhanh luôn. Đây, loa hay lắm. Này, con này là bản công ty, được cái là bản công ty 2 SIM. Các bạn có thể lắp một SIM vào mạng và một SIM là nghe gọi rất ok. Đây, loa rất là hay ạ. Đấy, loa nghe rất là hay. Mà âm thanh ở trong cái màn hình cong xem tuyệt vời nhé.
Nói chung là cái màn hình Samsung thì các bạn khỏi phải chê luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn. Các bạn xem phim 4K thì quá tuyệt vời, RAM 4GB chạy cực kỳ là nhanh. Đây, các bạn xem phim 4K thì nói thật các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Nó quá là đẹp luôn. Hình ảnh nó quá là đẹp. Đây mình còn chưa tăng độ sáng lên nhé. Đây mình sẽ tìm cái video mà full màn hình cho các bạn xem. Đây video này có full màn hình này. Đấy. Đây các bạn nhìn nó thật các bạn quá là phê luôn. Đây các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì nhá, vẫn màu xanh đỏ tím vàng nhá. Mà nó led lắm các bạn, mà nhìn thực tế quá là led luôn. Đấy. Nói chung là màn hình Samsung, tại vì cái màn hình con này nhá, các bạn đi thay giá màn hình nó cũng rơi vào tầm 3 triệu quay về rồi. Nói chung là các bạn tội gì các bạn này, bằng rẻ bằng giá màn hình các bạn không mua cái gì. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này, các bạn hãy hàng mình là sớm nhất nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này đều là bản công ty 2 SIM, giá chỉ là 2 triệu 900k một con nhá. 2 triệu 900k và 2 triệu 900k nhá. Đấy, rất là rẻ, mình sẽ để gọi ra đây. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con i9 Braille nhá. i9 Braille đấy ạ. Đấy, i9 Braille. Thì hôm nay mình về được con này là nguyên hộp phụ kiện nhá, máy nguyên hộp phụ kiện ạ. Đấy. Con này máy mới đang bán với giá là hơn 4 triệu, nhưng mà hôm nay thì bên mình các bạn mua bên mình cực kỳ là rẻ thôi. Mình sẽ xa cho các bạn cực kỳ là rẻ, chỉ với giá là 3 triệu 500k nhá. Đấy, mình sẽ bóc ra này. Đây. Đây phụ kiện, đây là cái ốp nhá và đây là sách hướng dẫn này. Đấy. Và đây là tiếp theo đây là que chọc sim nhá. Đấy, que chọc sim này. Và đây là cáp sạc này. Cục sạc Huawei này. Đấy. Và bên trong này là tai nghe nhé. Bên dưới này hình như không có gì sao. Bên dưới này không có gì các bạn nhá. Đấy. Que chọc sim này. Và đây là cái ốp dẻo nhá. Ốp dẻo và sách hướng dẫn này. Đấy, nhưng mà toàn tiếng Anh thôi. Mình không hiểu đâu. Con i9 hay 2019 này ạ. Thế hôm nay mình vừa về con này xong, màn hình nó đẹp cực luôn ạ. Đấy. Con i9 2019 này. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này thì là màn hình, con này là màn hình 6,59 inch, màn hình là Full HD cộng này. Màn hình là này, Full HD cộng này. Đấy các bạn nhìn này. Màn hình tràn viền rất là đẹp nhá. Đấy, 6,59 inch các bạn dùng rất là tuyệt vời ạ. Android 9 luôn các bạn dùng cực kỳ là sướng, màn hình to nhá. Camera các bạn dùng cực kỳ là phê. Đây. Camera thò thụt nhá. Đấy, thò thụt đấy. Camera thò thụt đấy, cam trước thò đấy. Này. Chụp ảnh cực kỳ là phê. Thì cái màn nó to lắm. Màn hình của nó là 6,59 inch mà. Này. Đấy, máy nguyên hộp phụ kiện nhá. 2-3 camera các bạn nhá. Đây là vân tay của nó này. Cam thò cam thụt rất là ok ạ. Mà giá cực kỳ là rẻ. Con i9 2019 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 500k. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Đấy. Mình bảo với các bạn rồi, năm 2020 thì điện thoại rất là rẻ. Thì các bạn là người tiêu dùng thì các bạn là rất là nhiều lựa chọn và rất là sướng nhá. Đấy. Đấy. Con này thì mình sẽ tắt nguồn đi. Thì vì nó là hàng mới nguyên hộp mà. Bạn nào thích sản phẩm Huawei i9 2019 này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Đây, máy nguyên hộp phụ kiện. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 500k. Đấy. Đấy, 3 triệu 500k. Đấy. Đấy. Rất là rẻ. Đây, hôm nay thì mình sẽ con mấy con máy cỏ. Này, con này con Oppo A3s này. Này. Oppo A3s ấy. Đấy, Oppo A3s thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đây, Oppo A3s thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong bộ nhớ trong con này là 16GB, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là màn hình hơn 6 inch. Đấy, tràn viền tay thỏ tay chuột đấy nhá, rất là ok ạ. À. Pin con này là pin 4000. Hình thức con này còn độ máy con độ gì nhỉ? Hình thức con này độ 85 đến 90% nhá. Vỏ thì có phẩy theo thời gian ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.650k nhá. 1.650k. Đấy. Đây. Vỏ thì hơi phải phẩy tí này.
đây người ta dính kiểu keo hay sao ấy. Đấy. Còn Oppo A3s này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.650.000. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm về mua về sửa chữa lựa chọn nhá. Tất cả cái lỗi vớ vẩn gì các bạn có thể là gửi qua trực tiếp cửa hàng như mình đây thì mình sẽ kiểm tra và bảo dưỡng và bảo hành cho các bạn nhé. Và bên mình cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới, thì các bạn nào đang sử dụng sản phẩm điện thoại mà đời cao cao một chút thì các bạn có thể là muốn đổi sản phẩm nào, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình nhá, hoặc là qua Zalo nhá. Đấy. A3s 1.650.000 rất là rẻ, mình bảo rồi 2020 thì điện thoại rất là rẻ thì các bạn là người tiêu dùng các bạn rất nhiều lựa chọn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung A70, thì hôm nay nhà mình vừa mới về tiếp cái phần mềm của nó, các bạn phải cập nhật liên tục nhé. Đây là phần mềm, tại vì nó hay bị ôi chết, mình quên mất rồi, mình kích vào cái nhầm cái đặt thôi, và mình sorry các bạn, mình kích vào nhầm cái đặt đấy nhá. Con Samsung A70 này thì hình thức con này là đẹp là trên 90%. Đây con này là đẹp trên 90% đấy. Con A70 này thì cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình là 6,7 inch, tràn viền, giọt nước, tai thỏ, tai chuột. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 nha. 4.500.000 sản phẩm Samsung A70 này. Con này thì là 3 camera. Con này thì nó có được cái khóa là mở vân tay màn hình này, khuôn mặt các kiểu ABC là rất là tuyệt vời nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này các bạn liên hệ mình được sớm nhất ạ. Đấy, A70 đây ạ. 4.500.000 rất là rẻ nhá. Con này mình vừa kích vào nhập cập nhật phần mềm mất nhá. Đấy. A70 ạ. Hôm nay thì mình về toàn đời cao thôi, còn mỗi máy cỏ thôi. Và đây là con Samsung, con này là A8 2018 ạ. Con này là bản 2 SIM các bạn nhá. Samsung A8 2018, con này là bản 2 SIM nhá. Đây, A8 2018, con này là bản 2 SIM. Cấu hình con này là RAM 4GB. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì tình trạng là máy chỉ bị vỡ, máy zin nguyên bản, nhưng mà tình trạng là chỉ vỡ mỗi tí chỗ này các bạn nhá. Đây, mỗi vỡ một tí lắp lưng chỗ này nhá. Con này chỉ vỡ mỗi tí lắp lưng thôi nhá. Đây, các bạn nhá. Tại vì nắp zin thì mình không muốn thay. Đây, vỡ cái gì nhỉ? Vỡ tí lưng ở dưới này thôi nhá. Đấy. Các bạn về các bạn có thể là dán carbon hoặc nylon vào là ok nhá. Đấy, dán carbon màu ấy là dán vào là ok nhá. Con A8 2018 bản 2 SIM này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000. Các bạn có thể là mua carbon màu. Hoặc là ra chỗ tiệm dán ni lông, các bạn có thể là mua carbon màu, các bạn có thể là dán vào đây, dán cắt khuyết theo cái này thì là các bạn thành một cái lắp lưng lành luôn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 sản phẩm Samsung A8 2018. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. A8 2018 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn liên hệ mình sớm nhất nhé. Và đây là con Oppo A37 thì hôm nay mình vừa mình thâu lại của khách xong nhé. Đấy, hôm nay thì nhà mình mỗi con này là đời thấp thấp một tí thôi. Đấy, con này mình vừa mình thâu lại của khách xong. Đấy. Khách dùng thì có hơi chật chọt một chút này. Màn hình con này, mặt kính con này thì hơi bị xước nhé. Đây. Kẻo khách người ta không dán cường lực ấy, không bị xước. Chỗ này thì nó hơi bị chóc chóc một tí thôi, nhưng không phải là vỡ nhá. Con này đây, người ta bị chóc mất chỗ này tí này. Chóc mất mấy góc này một tí nhá. Đấy. Đấy. Con Oppo A37 này thì là cấu hình con mình thanh lý các bạn với giá là 900.000 nhá. Oppo A37 con này là 900.000. Chỗ này thì không phải vỡ kính các bạn nhá, nó chỉ bị chóc thôi, chóc lẹm mà thôi. Màn hình thì hơi bị xước xước một chút, kiểu khách dùng mai mình sẽ tặng kèm bạn một cái cường lực luôn. Đây, ốp thì mình sẽ tặng cho bạn cái ốp này luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 900.000. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Và sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhớ tay hàng mình sớm nhất nhá. Oppo A37 đi ạ. Này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. A37 đấy ạ. Đấy, 900.000 rất là rẻ nhá. Đấy, giá lợn chết luôn. Này. Đấy, mình tặng kèm một cái ốp và cường lực luôn nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có tặng là sạc nhá. Và cường lực thì con nào mình hiếm quá mình không có cường lực thì mình cũng các bạn mua tạm chỗ các bạn giúp mình nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Samsung J8 2018 ạ. Hình thức con này là 90%. Con J8 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu
300k nhá, 2.300.000. Sản phẩm Samsung J8 2018, con này là bản công ty, 2 SIM. Đấy, màn hình con này rất là to nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con J8 2018 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.300.000 đấy. 2.300.000 J8 2018 đấy. Đấy. Màn hình rất là to. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào các bạn thể nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất. Và chưa ưng sản phẩm nào các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc các bạn xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và mai thì cuối tuần, mai ngày kia cuối tuần thì các bạn là nghỉ cuối tuần là vui vẻ nhá. Hẹn các bạn vào clip vào tối ngày thứ hai nhá.